Mình là Thu Trang, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại khu Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hiện tại thì mình đã giảm được 7kg trong vòng chính xác là 65 ngày. Và khi mà sinh bé thứ ba xong được khoảng hơn 1 năm, mình gặp một cái bạn nhân viên cũ. Thì bạn ấy có nói với mình một câu là: Trang ơi, sao lần này mày đen thế, mày béo thế, mà mày xấu thế. Thì mình cảm thấy mình rất là mặc cảm với cái câu nói đó. Và mình bắt đầu là mình nghĩ là mình phải thực hiện giảm cân ngay bây giờ. Bởi vì lúc đó là mình cũng cai sữa em bé rồi. Thì trong cái công cuộc giảm cân của mình thì mình cũng rất là vất vả và phải đánh đổi nhiều thứ. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều các cái sản phẩm và các cái phương pháp giảm cân ở trên thị trường. Mình đã thử phương pháp tập luyện nhưng mà mình không đủ cái độ kiên trì, bởi vì là lúc đó là mình có ba em bé, mình rất là bận rộn với cả cái công việc hàng ngày của mình. Sau đó là mình nghĩ đến một cái phương pháp giảm cân nhanh hơn, đó là sử dụng cái sản phẩm giảm cân. Thì mình đã tìm hiểu trên thị trường thì mình có mua một cái sản phẩm giảm cân đầu tiên. Thì cái sản phẩm giảm cân này thì ngay từ lần cái ngày thứ hai mình uống thì mình đã bị gặp các cái vấn đề, đó là đau đầu, sởn gai ốc và tụt huyết áp. Thì mình đi tìm cái sản phẩm giảm cân thứ hai từ một cái nhà sản xuất rất là uy tín, đó là viện nghiên cứu gì về y học ấy, thì nó có tên là sản xuất nguyên liệu chính là từ chè vằn. Mình không bị đau đầu nữa, mình không bị các cái triệu chứng phụ nữa, nhưng mà mình lại thấy là cái vấn đề cân nặng của mình nó không được cải thiện. Sau khoảng 6 tháng sau, rất là may được cái sự chia sẻ từ một cái chị, đó là cái thời gian đó thì mình hay đi công tác của cái chị đấy. Thì chị đấy có một cái thân hình rất là chuẩn form. Thì mình bảo cứ mỗi một bữa trước bữa ăn ấy, thì thấy chị uống một cái gói gì đó màu hồng hồng, thì mình bảo là chị uống cái gì đó. Thì chị bảo là chị uống cái sản phẩm này giúp đề tốc cơ thể và để tiêu mỡ. Thì mình có hỏi là có tiêu mỡ được không, thì bắt đầu chị tư vấn cho mình về cái sản phẩm này. Thì mình cũng thấy là cái sản phẩm này thì xuất xứ nhập khẩu từ Hàn Quốc, cũng rất là an toàn, để còn có cả phiếu bảo hành nữa, nên là mình đánh đổi là mình sẽ bắt đầu mình thử cái chiến dịch giảm cân một lần nữa. Rất may mắn là trong 3 ngày đầu tiên mình thử sử dụng sản phẩm theo cái hướng dẫn của cái chị đấy, thì mình không có cảm giác gì là đau đầu hay là mất ngủ. Nước tiểu của mình khá là vàng, đôi khi còn thấy có những cái vàng váng ấy, thì mình cũng rất là lo sợ. Mình cũng có hỏi cái chị bạn mình là tại sao nó lại như vậy, thì chị có giải thích là đó chính là những cái mỡ trong cơ thể nó được đào thải trực tiếp ra. Thì trong cái quá trình giảm cân của mình ấy, thì chị có hướng dẫn cho mình cả cái liệu trình ăn ấy, làm sao để cho mình giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. Thì trong một tháng đầu tiên, chưa bao giờ mình có một cái cảm xúc rất là tuyệt vời, đó là mình đã giảm được 4,5kg mà không bị mệt mỏi hay không bị mất ngủ. Mình đang mặc size L cộng và rất là lâu rồi, rất là nhiều năm rồi mình đã được mặc một chiếc váy mà có size M, thì mình cảm thấy là mình còn có thể giảm cân được hơn nữa, để có một cái thân hình chuẩn body hơn nữa. Thì mình tiếp tục dùng cái liệu trình thứ hai. Trước đó thì mình đi kiểm tra về chỉ số thì mỡ nội tạng của mình là 5, và sau 65 ngày mình sử dụng cái sản phẩm này, mình giảm tiếp được 2kg rưỡi, là tổng là 7kg, và chỉ số mỡ nội tạng của mình xuống là 3. Thì mình thực sự là mình thấy hạnh phúc, mình rất là hạnh phúc, bởi vì là và lúc đó không nghĩ là mình cơ thể không để ý đâu, không để ý là cơ thể của mình lại có cái sự thay đổi đến mức như thế. Chỉ nhận biết được là qua cái cảm nhận của mình và qua những cái người bạn của mình là sao lần này mày eo thon thế, sao lần này mày gầy thế, mày có bí quyết gì không. Thì lúc đó lần đầu tiên cảm giác rất là sung sướng khi mà mình mặc chiếc váy size S đầu tiên. Trước khi mình sử dụng cái sản phẩm giảm cân này là chính thức là mình 61 cân, và khi sử dụng sau 2 tháng thì mình giảm được 7kg, thì mình trọng lượng của mình giảm xuống còn 54 cân. Sau gần 1 năm thì cơ thể của mình vẫn không bị tăng lại. Chuyên viên cũng có hướng dẫn mình là bởi vì cái cơ thể của mình ấy, nó khá là dễ hấp thu và khá là dễ tăng cân, cho nên là mỗi một lần mà mình có chuẩn bị ăn một cái bữa tiệc gì đó của bạn bè, bữa nhậu gì đó mà nó nạp quá nhiều cái năng lượng vào cơ thể ấy, thì mình trước khi ăn thì mình sử dụng một gói, thì mình sẽ có cái kiểm soát cân nặng rất là tốt. Vì thế là trong vòng 1 năm qua cân nặng của mình vẫn giữ nguyên, vẫn chỉ các chỉ số của mình vẫn giữ nguyên, không hề tăng.